Dạ hiện tại thì khách đang vào nha cả nhà ơi. Đây là những cái hình ảnh của bé Biu nè cả nhà, cưng quá đi. Em bé đi vô trong rồi. Hai chị em chưa đúng không? Ok rồi, nhìn đây cùng tư. Rồi đi nha. Rồi chụp đếm 2 3 thôi. Rồi. Trời em bé không chụp hình em bé đi đâu rồi? Em bé kêu ngoại lên sân khấu. Dạ, hiện tại Hồng Loan chưa tới ạ. Dạ. Khán giả hỏi Hồng Loan đâu? Tới Hồng Nhân nè. Nghe như mình. Chú mừng chụp hình. Chị mất sẽ tới mọi người. Cậu chủ ơi, cậu chủ ơi. Biu ơi. Đây là ông cố nha mọi người. Cho chị. Chị quay cho chị. Bông đẹp quá à. Dạ. Biu ơi. Đây là bếp trưởng của quán hủ tiếu mà mâm nha mọi người. Hoàng đẹp quá. Mai đẹp nhìn muốn không ra luôn á. Ôi cưng quá nè. Bé Thảo. Bé Thảo. Em gái bùm bùm mọi người. Đây là ông ngoại. Ngoại chồng nhà ơi. Ủa đang ngồi đẹp trai quá cả nhà ơi. Ngoại nhìn đây ngoại ơi. Ngoại nhìn con ngoại. Ngoại nhìn miếng chị. Dạ. Quá ngầu luôn rồi. Ngoại ông cố của mấy Biu nha anh chị. Nhưng mà thực tự lắm chị ơi. Dạ vô. Chắc có dạng cầm sao á. Đó. Dạ cái đó. Em đi kìa, anh xóa trời. Ôi, anh cho em cầm đi anh. Tới 2 cộng rồi. Thì em đặt 25 xíu trả vô 5 triệu. Nên nhìn ông lê không có tao luôn á này. Ủa gì đâu tới sáng giờ mà đóng phèn dữ vậy. Đặc biệt nhất nha. Bạn đầu trắng mà lên bụng như vậy. Đó trời. Ê cậu chủ. Ê. Ê. Biu ơi Biu. Biu à. Cậu chủ ơi. Biu. Ê cậu chủ ơi. Ba thương con vì con giống mặt. Dạ, bà ơi, bà là bản quyền của chị rồi, anh em nha. Quá chậm quá. Ok, đây đây Biu ơi, Ok. Rồi, giữ nguyên. Trời ơi, đây em vô ta. Biu, Biu. Nhìn vô, đúng rồi, chị con. Biu ơi, mẹ chị Biu ơi. Thấy chồng đẹp quá. Bốn con các ơi, đừng đựng con, bốn con rồi coi. Không. Dạ, cảm ơn chị. Biu à. Ôi, cục cưng này, ôi trời ơi. Dạ, chào chị Hồng Phú, chào chị Như Ý, Quỳnh, Lê Thị. Dạ, con chào cô Thịnh Út. Chào cô chú anh chị trên kênh nha. Cả nhà yêu con à. Cậu chủ hả mọi người. Quá trời luôn. Cả nhà. Đây cậu chủ đời ba. Ý. Ai trời ơi, cái kìa. Ba mẹ cậu chủ đẹp quá. Đang chụp hình nha, cậu chủ chụp với ông nội nha cả nhà. Đâu nói ra nó che nó kìa. Ok.
Cả anh quay đi cả nhà, anh đi được, cả anh mê đi lắm. Biêu ơi, Biêu ơi, bữa nay là chịu đi đi được á. Bữa nay là ngày vui của ảnh nè. Giờ có hát của anh cũng không nghe đâu mọi người. Một hình nữa, quay nữa. Bé Đạt hay cái nhà? Thì cầm mấy cây đi, mấy cây đó. Mấy cây đó. Cái con rồi đó. Rồi. 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 Hôm nay là mới biết là bà xã của bé Đạt đó nha. Bèo ơi, bèo, đây nè bèo. Ê. À. Cúp à. Vô, vô, con mời chú vô. Ê ê ê, cả nhà thấy rõ không cả nhà? Mờ quá ha mọi người. Ngồi vô. Ủa, nó không chạy mẹ nó luôn. Đi kêu đi chơi. Nay khách tới rồi cả nhà. Rồi vô luôn đi rồi. Ok nhìn đây. Rồi chủ nhìn đây đi Phương ơi. Rồi nhìn đây nhé. Ok. Mờ quá ha cả nhà, chắc em xuống like quá mọi người. Vô đây giống như cái mạng nó bị ấy á. Dạ, cái mạng nó bị ấy. Dạ đúng rồi. Với lại vô trong đây hơi kín á cả nhà, mạng nó sẽ bị giống như là nó không vô được nhiều quá. Nhà kín á cả nhà. Đi ơi. Em, đây là em Phương, em họ. Toàn bộ dưới phòng dưới này là của cậu chủ hết ha mọi người. À. Cũng mười mấy bàn á cả nhà. Ha chị ha. Mười mấy bàn hả chị? Rất là rộng mà rất là thoáng mát. Rất là thích luôn mọi người ơi. Đây, mấy anh em cũng tới rồi nè mọi người. Anh Khang với anh Mập tới rồi kìa. Gì vậy, chị đẹp quay em hả? À? Quay hả? Chị đẹp quay em mọi người. Nè, hai chị em quay qua quay lại nha. Đây, chị đẹp có em, bữa nay xinh không cả nhà? Bữa nay em make up cho chị đó, ông Bill siêu quậy. Dạ, chưa thấy ai cả nhà ơi, chưa thấy nha. Dạ, nhà hàng ở 124 Phan Đăng Lưu đúng không chị? Đúng rồi. 124 Phan Đăng Lưu nha. Đó, ôi trời ơi, chàng trai Võ Việt Bân bé tên nè. Trời ơi, hai chàng đẹp trai. Chụp hình nè. Chàng ơi, đúng rồi, phải làm thủ tục chụp hình chứ. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi cô Út, đẹp lắm cô Út ơi. Dạ, có mưa nhỏ. Không biết thì chị sẽ ra luôn. À, 1, 2, 3. Đứng ngoài luôn đi. Đó. Biêu ơi, Biêu ơi. Đẹp trai, đẹp gái. Biêu ơi. Rồi, qua đây luôn. Rồi, đi cho nhắn đi. Ô, đẹp trai lên luôn.
Ý, Biêu có vàng nghe. Em nghĩ thôi chứ em chưa có đếm mà cả nhà. Em đoán thôi, mười mấy, cũng mười mấy hai chục bạn nha. Ý, Biêu ngại quá. Biêu đeo vàng ngại quá. Tài chú Quân tặng vàng cho Biêu nha. Ngại quá à, vàng ngại quá. Thôi làm coi đây. 1, 2, 3. Biêu ơi, Biêu, Biêu, Biêu. Biêu ơi. Trời ơi. Cậu đó hả? Có 12 bàn chính hả? À, bàn thứ vậy á. Dạ có thêm bàn. Chào mấy chị. Nắng mưa. Đó cưng quá. Giờ khách tới khá là đông mọi người, tại vì trời vừa tạnh tạnh mưa, khách tới rất là đông luôn ha. Minh Đăng, cậu chủ Minh Đăng.